phải chờ đợi lâu hơn nữa. Căn cứ theo bộ luật hôn nhân và gia đình, hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt ban tổ chức gia đình, Bảy Hiền xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ tân hôn của chú rể Hoàng Sơn, sinh viên cùng cô dâu Thanh Hoài xin phép được chính thức bắt đầu. Phút này để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của hai em, xin mời hai em hãy bước lên phía trước một bước ạ. Vâng, và xin mời hai em hãy cùng quay mặt vào nhau ạ, và hãy trao cho nhau cặp nhẫn cưới tình yêu hạnh phúc ạ. Xin trân trọng kính mời hai em ạ. Vâng, đầu tiên xin mời chú rể Hoàng Sơn của chúng ta xách quỳ một gối xuống ạ, giống như trong phim Hàn Quốc ấy ạ, để trao tặng chiếc nhẫn của mình cho cô dâu ạ. Vâng, thưa quý vị, đúng là chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Chiếc nhẫn là biểu tượng trong tình yêu, và sau khi đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giáp út, nên mạch máu của hai trái tim luôn luôn chảy xiết, họ sẽ cùng chung sống bên nhau đến tận viên mãn lạc đầu. Có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn ngày hôm nay nữa, khi hai bạn đã thực sự trọn đời trọn kiếp bên nhau. Vâng, quý vị, một tràng pháo tay để chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Ngay đây giờ phút này xin kính mời hai em hãy trở về vị trí của mình ạ. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn trân trọng và kính mến, và hòa chung niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, thì đại diện hai bên phái đoàn sẽ có những món quà đắt giá để được trao tặng tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng, và đầu tiên tôi xin được trân trọng món quà đắt giá đến từ đại diện của gia đình họ nhà trai ạ, sẽ cùng trao tặng tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai bác ạ. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời món quà đắt giá đến từ bố mẹ đẻ của chú rể ạ, sẽ cùng trao tặng tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Toàn thể quý vị thân mến, và đúng là món quà nhỏ tấm lòng son. Quà này mẹ dành để tặng cho con khi lấy vợ lấy chồng. Quà này đậm chất màu hồng, ta có con cầm con giữ để thể hiện mối tình nồng của mẹ cha. Và quà này được ví như biển cả bao la, dù mai kia có gặp bao nhiêu sóng tố thì chúc hai con luôn luôn thiết tha tình vợ chồng. Và quý vị lại một lần nữa bật chạm khóa tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, và tiếp theo tôi cũng xin trân trọng kính mời món quà đắt giá đến từ đại diện của gia đình họ nhà gái ạ, sẽ cùng trao tặng tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đắt giá đến từ gia đình chú Cà Văn Thương ạ, sẽ cùng bước lên sân khấu để trao tặng tới cô dâu và chú rể ạ. Và xin mời gia đình cậu Lò Văn Chính ạ, sẽ cùng bước lên sân khấu ạ. Một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được long trọng cảm ơn những tình cảm thân thương yêu ái từ bên phía đại diện của hai bên gia đình thật đã có những món quà đắt giá để được trao tặng tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, và tiếp theo xin trân trọng kính mời món quà đắt giá đến từ đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ được trao tặng tới cô dâu và chú rể ạ. Vâng, tiền mới khỏe sò chết đất này bà bè bên nào sương ăn bà mượn thế sau hơi tâm đi quan bà ngớt chìa ăn bà mặn ngớt pan ăn bà hồi tổ biết chìa bé nói mẹ là phồng sao mưa diệt sư lầu chiếc bình chóng hanh trở dườn quay cố hường sắc trong hầu tứ mi kín nê đơ không bảo ba hòn khay bạn mương ao qua đầy biến phành đổi mở chấp năm khổng đằng năm tay hầu cách mang chủ nghĩa mương Việt Nam hơi tâm đi quan bà toán ngân lịch mẹ là có lầy áo bóc
phanh, tón cam đường cam lành mẹ em phanh, còn lại áo má hồi tèo xuất có là lù nòi đầy mình trứng của mía, biệt của mía số thần bố bị chơi là hay, chúc hà là lù nòi bị lù trai cốt nhĩ càng ăn y được qua phòng mẹ bị đau ơi, bao cát bao bươi sườn gà thân chơi mừng sòng tay là nòi ăn được bị đau đây. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của hai em thì xin mời cô dâu, xin mời chú rể sẽ cùng tiến tới bàn tháp ly ạ, để cùng nhau tay trong tay rót lên tòa tháp của lâu đài hạnh phúc, từng giọt của dấu hồng, từng giọt của tình yêu. Xin trân trọng kính mời hai em. Vâng, đầu tiên xin trân trọng kính mời chú rể Hoàng Sơn ạ. Hãy cùng sắp chai rượu thần mạnh ạ. Vâng ạ, xin mời em hãy sắp chai rượu thần mạnh ạ. À, rồi, ok. Vâng, xin mời chú rể hãy mở khóa đấy ạ. Giống như chú rể mở khóa trái tim của cô dâu ấy ạ. Vâng, quý vị ơi, quý vị em đã cho một tràng khóa tay cho chú rể đưa rồi quý vị ơi. Vâng, rất tuyệt vời luôn ạ. Vâng, xin mời hai em hãy rót lên tòa tháp của lâu đài hạnh phúc ạ. Vâng, cho toàn thể quý vị thân mến, đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm nghiêng về với nhau, cùng chúc bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu, cùng nhau rót chén rượu tình trọn đời trọn kiếp chúng mình thành đôi, dù cho vần đối xa vời, tình chồng nghĩa vợ trọn đời không phai. Vâng, xin mời cô dâu, xin mời chú rể sẽ cùng bung nắp chai rượu thứ hai ạ. Thưa quý vị, lần đầu tiên thì ai cũng bỡ ngỡ phải không ạ? À? Và lần thứ hai chắc chắn phải dễ dàng hơn, thưa quý vị, đúng không ạ, quý vị ơi? Vâng ạ, bản thân tôi cũng đã từng gặp phải rồi ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy bật nắp chai rượu thứ hai ạ. Vâng, rất tuyệt vời luôn ạ. Xin mời hai em hãy cùng rót vào những ly rượu ở bên phía dưới để mời rượu sâu hơn ạ. Và nửa chai rượu còn lại xin mời hai em hãy cùng rót lên tòa tháp của lâu đài hạnh phúc ạ. Mời hai em hãy cùng rót vào những ly rượu ở bên phía dưới để mời rượu song thân ạ. Xin trân trọng kính mời hai em ạ.
ai.